Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự và chỉ đạo hội nghị. Sự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực chung của toàn ngành giáo dục, sự quan tâm của các địa phương, 63 tỉnh thành đã kết thúc năm học vào ngày 31 tháng 5 cho khối lớp 12. Đây là tiền đề quan trọng để ngành giáo dục cả nước tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đồng loạt trên cả nước vào ngày 7-8 tháng 7 tới. Năm nay, kỳ thi cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Bộ trưởng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt nhất cho học sinh cả về kiến thức và tâm lý để các em có thể làm bài thi đạt hiệu quả cao, quan tâm hỗ trợ các thí sinh vùng sâu vùng xa về đi lại ăn ở. Bộ trưởng lưu ý các địa phương chủ động kế hoạch để ứng phó với các tình huống thiên tai dịch bệnh, đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cả nước có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng chiếm trên 87%, số thí sinh chỉ để xét tốt nghiệp là 8,3%. Số thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ thi để xét tuyển sinh đại học cao đẳng chiếm 3,9%.